Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thực ra cái group đàn em cũng cũng mới lập thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiệt tình. Và thực ra là khi mà đi diễn á, chưa có ăn gì cả, xong tự dưng gặp được tất cả mọi người, các bạn fan đứng trước sân khấu chờ mình, rồi cổ vũ cho mình, hò reo, rồi toàn tặng quà. Ngày nào đi cũng có tặng quà, mà quà lúc nào cũng có đồ ăn, xong rồi có những cái lời rất là nhắn nhủ, rất là dễ thương. Ví dụ như là tặng bánh tráng trộn, tặng cơm cháy, tại vì mình rất thích những cái món ăn đó. Có tặng mình xong rồi còn tặng thêm một hộp hộp thuốc, xong rồi ghi thêm một lời nhắn là chị ăn bánh tráng trộn, chị ăn cơm cháy thì chị coi chừng là bị nóng trong người đó nha, khi nóng trong người thì chị uống nhiều nước và uống thêm viên này nữa nha, rồi chỉ cách tận tình là dùng thuốc sao cho đúng. Nói chung là rất rất là lo lo cho thần tượng, và biết cả thần tượng là thích cái gì, thích màu hồng, thích mèo, rồi lúc nào cũng tặng quà. Nói chung là cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngoài ra thì mọi người cũng là kiểu mọi người cũng biết là hôm nay mình đi đâu, mọi người tới sớm, mọi người chờ, rồi mọi người còn đem cả máy ảnh theo nữa, nhiều khi còn máy ảnh còn xịn hơn cả những anh phóng viên đang đứng ở đó, và mới bắt được những cái khoảnh khắc mà Jun cười rất là tươi, mà thường phóng viên không có bắt được. Cho nên là một lần đi về là có rất là nhiều bức hình được mọi người chụp lại. Vậy là rất hạnh phúc đúng không? Bởi vì Đang tình rưng rưng, cảm đang cảm động đây, đang Huy thấy mọi Huy người đang thấy động, giọng đang hơi run không? Huy có thấy điều đó, Huy ngồi đối diện với lại Trung Vũ và thấy được điều đó. Như vậy là tình cảm mà các bạn khán giả, đặc biệt là trong fan club đàn em của bạn dành cho bạn, Huy thấy rằng điều này là một cái điều rất đáng quý, và hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục dành những cái tình cảm đáng quý này như là một động lực để giúp cho Trinh Vũ sẽ có những cái vai diễn cũng như là những cái sản phẩm tiếp theo để mà đền đáp về cái sự yêu mến của tất cả quý vị khán giả.